Chào toàn thể các bác nhé. Thì video tiếp theo thì em xin giới thiệu qua cái mô hình ngâm gỗ để sản xuất ra cái lồng chim gáy em gửi cho các bác ấy. Thì ở đây là những cái que tre này đã được trẻ như thế này và đã được ngâm nhé. Bây giờ vớt lên để phơi qua nắng này các bác này. Còn về cái bể ngâm thì ngâm ở 4 cái chậu to như thế này. Đấy, cứ chậu này mà ngâm được tầm khoảng 3 tháng thì làm hết và lại vớt tiếp vào cái chậu này. Đây, cái chậu này mới ngâm này các bác này. Thì hôm nay em sang nhập lồng về thì cũng tiện quay luôn cho các bác cùng xem. Bởi vì cái mẫu lồng này nó khá là rẻ tiền mà thiết kế thì cầu kỳ, rất là đẹp mắt để phù hợp cho các bác là các bác nuôi cu gáy, các bác bệnh cu gáy. Ở trong đây là những cái chứa đồ ở trong kho đây, cây gỗ xong đây. Thì trời nó cũng hơi tối rồi, các bác có mà theo dõi video mà ánh sáng nó không được đảm bảo thì các bác thông cảm cho em. Đây, đây là những cái bó gỗ xong đã được nhập về đây. Thì cây gỗ xong này ở ngoài miền Bắc em thì em ở Bắc Giang thì không có, phải nhập từ bác cũng có tâm sự nói chuyện là bác nhập từ dưới những cái vùng nước ngập mặn ấy, dưới đấy nó nhiều thì nhập về. Đây là những cái lô tre đã phơi này. Phơi xong như thế này thì ở trên đây có một cái máy. Cái máy này để tuốt này các bác này. Có cái máy này sử dụng thì rất là nhanh. Đây là máy tuốt. Khi tuốt xong thì nó sẽ tròn ra được cái bó kia, thì em sẽ quay cho các bác. Đây là những cái que tre này. Đấy, nó đã được ngâm rồi cũng nói chung là đứng gần thì nó cũng có mùi là hơi là khó chịu. Và đây là những cái lan cổ lồng này. Đấy, được bót nhỏ này xong cũng tuốt qua máy. Nói chung ngâm này thì đảm bảo cho các bác là khi về tay các bác sử dụng là lồng nó sẽ không bị mối mọt. Con chim này hoắt hay quá. Con chim hoắt rất là hay các bạn. Đây máy đây các bác nhé. Đây cầu dao đây. Bây giờ đóng lên nó chạy nó đút lan vào qua những cái lỗ như thế này. Đây có lỗ đây này. Đút qua thì nó sẽ tự tuốt. Nó tuốt thì nó sẽ thành một hình tròn. Đấy là cũng do mình chỉnh to nhỏ. Bác, đây là những cái nan mà đã tuốt xong rồi, rất là tròn như cái đũa của mình ăn cơm luôn. Thì ở đây là chú đang lắp lốt cái đáy, em nhập cái lô lồng này về. Đây là cái lồng bẫy chim gáy này. Cái lưỡi này thì giữ con bổi thì khá là chắc chắn, lưới dù sợi 6 phân. Còn bên trong đây thì cửa đây. Cái này thì nó lắp đáy xong như thế này là hoàn thiện. Cái đáy sau thì về em sẽ giới thiệu video kỹ hơn ở gia đình nhà mình. Còn đây là xưởng nhà bác. Hôm nay sang lấy hàng thì chỉ có chú đây với cả bác đây. Bác hôm nay đi lấy đồ ở dưới thành phố, chưa thấy về. Cháu ở đâu? Đây là những cái mẫu lồng rất là đẹp. Cái lồng này là nuôi chích chòe. Các bác có thể nhìn thấy cái lồng. Mấy tầng luôn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tầng. Lồng này nuôi chim thì đẹp. Con chim này cũng được ở trong cái lồng kỳ công. Lồng này chắc cũng lâu rồi. Bỏ tay vào xem nó có mổ. Con này thế. Đấy thì bác nào mà xem được cái video này, muốn đặt cho mình một cái lồng nuôi chim gáy hoặc là lồng bẫy chim gáy thì liên hệ cho em qua hai cái số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Chào toàn thể các bác.